Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đến với nhà của cháu Thảo ở Cù Lao Dung của Sóc Trăng cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị vô đến tìm hiểu nhà em Thảo nha. Cùng đi hôm nay có Minh Thiện và Nhân Hoàng Nhân đây nha cô chú anh chị ạ. Dạ con chào cô. Cái xe này là cái xe điện là cô làm sao với bé Thảo vậy con? À bà gì? À bà ngoại nó thứ bảy, cứ thứ tư. Cháu ruột mà. Nhà bà, nhà của cô kế bên hay gì con? Dạ đặng á. Nhà kế bên luôn. Thì là ngày ba bốn chiến vậy ngoại. Ủa khi bới cơm là cho ăn. Vậy là cô của bé Thảo. Gì? Bà gì của bé Thảo. Bà gì kêu bà gì? Bà gì? Bé Thảo kêu bà gì? À. Là bà ở gần đây không bà? Dạ ở đẳng á, nhà con. Dạ. Với con. Vậy là bữa nay cũng như là thầy lại thấy đóng cửa thì cứ lại kêu vậy đó. Trời ơi, hôm trước năm kia là đem lại đứa thành phố nó đi mận mướn thành phố đem con về chơi chết nữa. Rồi cứ chăn hu cứ coi nó. Chú ơi, khổ lắm. Nhưng mà bữa nay là bà nội hay là bà ngoại của nhập viện con? Đó, hở quanh tim, thiếu máu cơ tim. Tại con muốn tim cánh cụt hả? Tại vì chú tìm nhà người ta nói gì đó. Ba bốn chứng bệnh. Còn cũng như là cái xe này em mua cho con hả? Ở đây có làm gì? Dạ, lấy chú Bình Dương ạ. Chú Bình Dương cho con hả? Căn nhà đó nha. Có cái căn nhà. Hôm nay con ở nhà với ai? Có hỗ trợ rồi. Hôm nay con ở nhà với em. Nó được nuôi con. Thế hả? Rồi ba mẹ con đâu? Dạ, mẹ con làm riêng, cha con mất. Cha con mất lâu chưa con? Dạ, con 9 tháng. 9 tháng là cha con mất. Rồi còn mẹ không? Dạ con. Rồi bây giờ mẹ có chồng nữa rồi. Gì đó, rồi mẹ con hiện giờ ở đâu? Dạ mẹ con ở Bình Dương. Ở Bình Dương ha. Rồi chừng nào mới về thăm con? Tết mới về làm. Tết mới về. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ năm nay con 10. Con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con lớp 4. Lớp 4 hả? Con nói đại lớn lớn rồi đi con. Vậy ai đưa đứa con đi học con? Dạ bà ngoại. Bà ngoại. Ừ. Năm nay con học lớp mấy? Dạ năm nay con học lớp 4. Lớp 4 ha. Dạ. Năm vậy năm nay con 10 tuổi. Dạ. Kia hàng ngày cũng như là con tự leo lên xe lăn rồi tự con xuống luôn ha. Dạ. Rồi leo lên thấy nó có khó khăn không con? Dạ không. Thấy gì cũng như là hai tay hai chân rồi nó không có nó vậy đó rồi làm sao mà leo lên leo xuống cũng giỏi à. Cũng như là không có bám được chỗ nào á, chắc quen. Rồi con đi học có bàn ngồi riêng không con? Hay là ngồi riêng bàn hay là chung với mấy bạn kia? Dạ con ngồi chung với mấy bạn. Ngồi chung với bạn hả? Vậy tương đâu có cái bàn mà để dành riêng cho con chứ. Nghe nó con chiếc chữ đẹp lắm phải không? À. Đây nè, chữ nè. Tắt đó. Lấy cái giúp chú coi. Tụi nghiệp bất ổn lại cũng đâu có. Để đi, hồi đó lên trên bàn lên giật nó được. Đâu có bà ngoại nhà cũng có tôi không. Nhảy như con sóc. Chữ chữ đẹp nè. À, cái này là chữ con viết đó hả? Dạ. Wow, đẹp quá cô chú anh chị các bạn ơi. Con viết gì thì thấy nó có khó khăn không con? Dạ không. Chắc quen ha. Đâu con viết thử rồi. Con viết chữ chú với bác con. Đâu con viết chữ Hoàng Nhân, Minh Thiện, Dương Khải coi. Con chú nói từ từ người đi. Tới người nữa. Đâu con viết coi. Bố tổng hai ông. Đây đây chú Vĩnh này cho. Thấy tội chưa? Viết chữ đẹp lắm luôn. Chú Hoàng Nhân.
cặp vô cái má một cái cầm tay mới viết chữ được, nét chữ của tròn chị đẹp mà viết vậy mà cái nét chữ đẹp á, nó mới đổi quá đẹp luôn. Chú Hoàng Nhân rồi chú Dương Khải xuống hàng đi con. Chú Dương Khải nét chữ tròn đẹp. Tóc có nhà mình tóc tay cho cháu cũng dán tóc nhưng mà không được gọn nha cô chú anh chị thông cảm nha. À, quá đẹp coi, con viết chữ chú Minh Thiện nữa coi. Tròn đẹp. Viết mấy chữ đổ mồ hôi hả con? Mà viết vậy rồi thấy nó có mệt không con? Không. Vậy ha, là bình thường ha. Rồi sao vô lớp á là con viết kịp người ta? Ví dụ đọc bài rồi sao con viết kịp? Dạ. Thầy đọc chậm cho thầy con. Thầy đọc chậm cho con ha. Thầy đọc riêng cho con ha. Dạ. Ủa như hàng ngày con đi học là nãy con nói con sao con mới đi, ai đưa con đi? Dạ bà ngoại. Ngoại đưa đi ha. Chỉ là bà ngoại đèo lên chiếc xe Honda hả? Dạ. Người chở con đi ha. Dạ. Cho chú hỏi cái này coi. Là mẹ là đi làm lâu chưa rồi có về thăm con không? Dạ mẹ con đi làm rồi con. Rồi con còn nhỏ. Rồi con còn nhỏ rồi có về thăm con không? Dạ có. Tết mới về là. Tết mới về một lần ha. Rồi bình thường con sống với ai? Dạ bình thường con sống với ông bà ngoại. Vậy đó. Cha thì bị mất rồi phải không? Dạ. Chết là cặp cái ở với thằng khác cưới đàng hoàng mà thằng này nó cũng thôi cũng hành tội vợ con. Cưới là nó không cho nhìn nhỏ này con nữa. Vì là bé thì còn cháu này là con ai cô? Cái này là con của con em. Con đi coi, con đi về dài tới rồi. Tới rồi. Con đi về dài tới trước rồi, tới trước rồi. Cháu nuôi một con. Cháu không đi. Bé Thảo không đi. Như là bé này là bé này con của người Úc. Bé Thảo này là con người thứ tư. Chú thấy còn trên mấy kênh khác á, chú thấy con là di chuyển lên xe với lại lên giường là rất là gọn đâu chú, ở đâu con di chuyển cho chú coi coi bé Thảo. Rồi con bấm cái xe đó, xe điện hay xe tay Thảo? Xe điện. Xe điện ha. Đây nè, con chú nghĩ là bé Thảo di chuyển rất là gọn. Rồi đi ra sao chơi thử coi cái xe điều khiển được không? Được á, đi ra tới ngoài lộ đi chơi á. Chùi mồ hôi ra con. Vậy đó hả như vậy? Thoải mái. Đúng tiện nha. Mới xong rồi lần lọt ra tôi đi. Tôi thấy nó không tay nó chưa là tôi tới tụt. Lái siêu lắm kìa chưa? Ra lộ ra lên đường nhỏ xíu à. Rồi sáng con ăn gì chưa? Sáng ông ngoại về rồi ông ngoại làm mì cho con ăn rồi. Vậy đó hả? Rồi giờ này con đói bụng nữa chưa? Chưa hả? Rồi, nó đi ra hàng trước chơi con ai? Đây là cái khu gian bếp mà cho quý chị. Cháu nó chạy lên nè, đừng có xíu mà lái rất hay đó nha. Bà ngoại nó cũng thương không?
Cái vô từ từ hay ha. Lau mặt nè. Đổng hôi hả? Đổng hôi hết đó con. Trời ơi. Đi chuyển lên giường gọn nha. Chú dẹp cái này qua bên được không con? Uống nước cũng ăn cơm rồi có bắt tiện gì không con? Dạ hả? Bình thường nha hả? Tí mà con ở trên bu dẹp mà con đi xuống đất được không con? Thì là cũng xuống bình thường ha. Ủa cao quá sao xuống được con? À, con có con, con có bị té lần nào chưa? Đâu đâu con xuống thử rồi. Nó lại lớn lớn lên như con. Quen à. Cũng hay ha. Ừ. Quen. Chứ cái cháu. Ủa nghe nói con quét nhà được hả Thảo? Dạ. Trời ơi giỏi vậy đó hả? Con bán cơm ăn ơn được. Vậy đó. Quá anh giàu rồi. Vậy là cái căn nhà này là cũng như là có một bên vách rồi còn bên kia thì cặp theo cái tường của người khác. Cũng như là bên đó là cái tường của người khác ha. Còn bên đây thì được cái vách. Vậy là Thảo con hàng ngày cũng sinh hoạt nên con đâu có nhờ ai đâu phải không? Con làm được hết phải không? Giỏi quá trời còn gì nữa. Quá giỏi rồi. Mấy chú đó hỏi học ao ước làm gì để làm bác sĩ đang trị bệnh cho bà ngoại, các đội mề bác sĩ là bà ngoại mày tiêu rồi chứ đâu. Là bác sĩ hả? Rồi bác sĩ còn sao chích thuốc? Cái chú đó bảo ổng nói bây giờ con học ca nhạc đi xong ca này nọ đi. Rồi đặng chú đem đi thành phố. Rồi đẩy xe rồi cái chương trình. Con học giỏi không Thảo? Giỏi. Chị đó. Có giấy khen không? Giỏi. Rồi con ở đó con leo lên chiếc xe được không? Thảo, sao con leo lên Thảo? Trời coi bé Thảo leo lên xe nè cô chú anh chị. Quá giỏi. Tại vì hàng ngày. Giờ té lại giờ chừng mình ê liền. Không đâu, cuộc sống hàng ngày bé tập á. Ê nó ê là. Hàng ngày con đều làm vậy đó phải không Thảo? Mà chú hỏi thiệt nghe, từ đó giờ con leo lên xuống thì con bị té không? Dạ. Là không ha. Lúc đầu con đi chơi vòng vòng mà con không dám gì à. Gì hả? Mắt ta đẩy gì à. Gì hả? Mắt người ta vòng vòng như là ở sớm đẩy với con về ha. Dạ. Chú được biết là con ca hay lắm ha. Dạ. Con ca thử bản cho chú nghe coi. Con thích bản gì đó? Con quên hết rồi. Quên hết hả? Con ca là nó thấy mở điện thoại mấy giờ nay á. À, cũng như là mở điện thoại là con mới biết ca ha. Dạ. Con thấy chữ. Con mở chai nước được không? Thảo chú hỏi thiệt á, bình thường ví dụ con uống nước con mở chai nước được không? Được. Giỏi quá trời giỏi rồi. Ăn cơm là tự múc mình luôn. Chú muốn chai ăn cơm mà tự mình lấy cho coi. Không có nấu cơm đâu. Có chai nước thì con đâu bé mở chai nước. Con ăn cơm không nhà mà ỉ còn cơm kìa. Giờ sáng vậy con chưa ăn cơm hả? Ăn mì rồi. Ăn mì. Thử tự con nấu hả? Sắp bao giờ tôi không có qua à? Em nấu. Yeah. Bé Thảo ơi chú nói nè. Bé Thảo mở chai nước uống bình thường, sinh hoạt bình thường, không cần ai giúp được không? Đâu đâu bé Thảo mở chai nước cho chú coi kìa. Con mở ra vậy. Thua bé Thảo. Mở lỏng lỏng ra cho con mới mở được. Vậy đó. Cứng mà ăn được ha. Con ăn cứng cắn cho. Ôi. Dạp ngu của mày nữa đó. Chừng gãy răng nha. Gãy răng nha Thảo. Mở chai nước cũng chẳng ai đó. Khó lắm. Thôi được không con, không được thôi con ơi. Thảo. Đâu rồi rồi. Không được thôi Thảo ơi. Rồi. Rồi nhất rồi. Chứ không có sức á. Trời ơi. Không kìm được. Lấy tay xe luôn là cô chú anh chị. Thôi đi bé Thảo ơi. Không được ướt rồi con. Thôi đây chú mở. Thôi đưa đây. Đưa ướt, đây chú ướt mở. À. Ướt rồi con. Rồi đưa đây chú mở. Rồi cảm ơn con nhiều. Con uống nước à? Không hả? Không gì chú dẹp luôn nghe. Dạ. Con thường con thích nghe bài gì Thảo? Dạ. Con hát á, con thích con hát bài gì? Bài gì? Tắt nhạc nghe. Bữa đó sao bắt nhạc con hát từ cánh bèo trôi hay quá vậy? Tắt nhạc nghe thôi. Con hát bữa đó hát mấy bà khóc đó. Từ cánh bèo trôi sao đó, bị đâu có biết. Bây giờ từ lớn quên hết rồi. Quên hết rồi.
có mạng sao? Exactly.